Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ngày trong tuần mấy mẹ con mình rảnh này, ba nó đang họp cô chú anh chị ở nhà. Xin chào. Ba mẹ con mình dẫn đi ra ngồi. Chị Ma xin chào Lucas, chị Ma xin chào. Cái chỗ này có một cái con đường dài như thế này nè, cho hai anh em chạy xe. Còn mình sẽ đi hái rau chú anh chị. Đây này rau rau dền, dền cơm. Dền cơm hay dền gạo, hái từ này quên hoài à. Cô chú à, hái về rau này về nấu canh nè. Đó mình sẽ quay cho mà cô bác ở đây nó có nhiều quá chừng luôn. Cô chú anh chị này, nó mọc lên từ mảng này đó, non quá chừng, non luôn, non mướt luôn. Bây giờ mình hái mới nhiều không có rầy đó, non quá chừng nè. Đây nữa này, bên kia nữa nhiều lắm mình hái nè. Hai anh em tí má chạy xe sao má cạnh đây con, tí mang thảo bông tí mang thảo bông gì đó tí má. Đừng qua đây mẹ hái rau, tí má muốn hái rau với mẹ không? Ra vay cô chú ơi, hái nè. Tự vì đầu mùa mưa nó mới mọc, nó sạch chưa nè, chỗ này sạch này rồi, nó không có cát gì hết, của chú này sạch kìa chưa, người ta có rải cái này nè. Bây giờ mình mà không hái nha, ít bữa người ta đi cắt cỏ người ta hái nó hết à. Lả trên đó con, mình không hái ha, để người ta đến người ta lặt cỏ nè, người ta cắt hết à. Dài hơn khoảng vài tuần tháng cái người ta đến người ta cắt cỏ một lần. Không, cái đó không đúng rồi con. Không đúng. Chị Ma nó đi ngang nó thấy cái cây rau này nè cô chú. Nó thấy cây rau giờ này nó mama salad mama nấu súp. Trời ơi biết luôn. Biết salad mama nấu súp nha. Rồi con ha. Non lắm luôn á. Ở cái rau này nấu canh rất là ngọt, lúc đầu lần đầu tiên mà mình phát hiện á, hái dời nha, cũng sợ, ăn cũng sợ, từ đó giờ ở Việt Nam chưa ăn. Ăn toàn rau người ta bán sẵn không chứ đâu có mà tự hái đâu cô chú. Cho nên là mình cũng hồi hộp á. Nhưng mà ăn qua một lần rồi không có sao hết. An toàn. Cho nên là bây giờ mình sẽ hái. Mẹ có muốn uống. Mới ra ngồi là uống liền chờ. Ở nhà không uống, vừa ra khỏi nhà uống chờ Lucas. Hả con? Anya uống rồi mà cũng thèm uống. Nè, nhiều cô chú hái hết chỗ này luôn nè, để bữa nó đi già hết. Đi mua nước hay tiền nè. Ở bên này đường xe đi thẳng lên rẽ phải lại lên Kiev. Ở đây cũng có nhiều khu nhà mới nè. Đi vô cái đường này là ít bữa nữa Tima đi học ở trong này nè, của chú chị nó cũng gần nè. Thử nhà mình đi bộ qua mấy phút. Cũng gần á. Cái này là cái lời ở căn chung cư. Ở một căn chung cư, chỗ này người ta trồng cũng có trồng việc cho cỏ nó mọc á. Xong rồi người ta nè, trời ơi non nhiều. Mà thích nhất là nó non quá nè. Chị Ma cái đó không đúng rồi con. Chị Ma không đúng đâu. Không đúng cái này. Chị Ma bứt cái lá gì không phải đâu con. Cái cây này mới đúng nè. Cây này nè, cái lá này mới đúng nha con. Thấy không? Cái lá nó mới đúng. Ra. Sạch, thích ghê. Người của đây nào ta không biết cây này là cây gì, ta nói là cây cỏ. Cho nên là không có ai ăn cái này. Bỏ vô con. Sạch ha. Non mướt luôn. Ham ghê, thích nhiều. Bắt đầu mùa này là cái cây rau dền này nó mọc này, chứ mùa xuân không có, mùa này mới nó mới mọc, năm nào cũng vậy á. Khoảng tới tháng 7 là bắt đầu nó mọc, tháng 7, tháng 8 là nó mọc nhiều. Mà đặc biệt là đầu mùa như thế này nè, nó sẽ không có cái nó không có rầy, chứ ít bữa nữa là rầy không à.
Wood. Chị Ma. You know wood. Chị Ma khuyên ta hái ra chợ. Ta có quan tâm đâu con. Ta đâu có quan tâm con đâu. Chị Ma nhìn nè. Chị Ma phụ mình hái rau á. Hả con? Chị Ma hái được không Chị Ma? Được. Hái được. Nó hái cây rau đó cho mẹ nha. Nên Thì Ma ăn được cái rau này luôn nha. Ừ, nó mướt quá rồi chứ. Nó mướt mà nó xanh. Mama, nên nó mềm. Nó chân. Ừ. Mama. Wow, hoa. Mama, nhìn hoa hoa. Nhìn. À, nhìn bông hoa, bông hoa. Con hả? Ho nhiều ho hả? Ừ. Mát giờ này mát ngồi rồi hái rau luôn, rau miễn phí đi chứ. À. Ở chợ Việt Nam á cũng có bán rồi chú, mà bán cái loại rau dền mà giống rau ở chợ á thì cái cây nó to hơn, còn rau này thì rau một dại giống như thịt cỏ. Ở chợ Việt Nam mình á, ở trên chợ Kiev á là chợ nhiều người Việt Nam chứ không phải chợ của Việt Nam nha cô chú, là một cái chợ của Ukraine, nhưng mà nơi đó là nơi chợ bán quần áo á, giống như bán sỉ bán đồ á, như chợ lớn ở Việt Nam mình á. Thì nhiều người Việt Nam tập trung buôn bán ở đó là nhiều, chứ thật ra ở chợ đó nó cũng có nhiều người lắm. Có người Ukraine, người Trung Quốc, người Kazakhstan, người đủ thứ nước hết á. Ta tập trung ta buôn bán Thổ Nhĩ Kỳ rồi nữa. Đó thì ở đó thì có số người Việt Nam mình cũng nhiều á. Ta làm ăn buôn bán ở đó cho nên là cũng có cô bán rau. Cô trồng đủ loại rau hết cô bán. Cô bán cho người Việt. Mấy năm trước mà khi mà chưa xảy ra chiến tranh, người Việt tập trung ở đông á thì cô bán cho người Việt này. Rồi cô bỏ mối cho nhà hàng á. Ở Ukraine thì có nhà hàng Việt Nam mà chủ cũng có chủ người Việt, cũng lại có chủ người Ukraine luôn. Đà. Xong rồi cô bỏ sỉ rau á. Nhiều lắm, cô trồng đủ loại rau hết á. Mà ít đến đó. Từ đây lên đó cũng không có xa, nhưng mà điểm cái kẹt xe. Kẹt xe nhiều á, mà lại mấy năm nay bị dị ứng rau, cô chú không có ăn được rau nhiều. Ăn vô nó bị đau bụng cho nên là ít khi lên chợ. Chị thỉnh thoảng mà nhà hết nước mắm á thì cũng kêu cô gửi về nhà chứ ít đi á. Mà bữa nào mình cũng ráng mình đi lên bữa để quay cho ông bà cô bác xem tình hình ở trên đó làm sao, để cô bán rau rồi có rau gì không, có rau kêu là rau gì ha, có rau chỗ đám này cao nè, rau răm á về làm gỏi, hoặc là rau tí tô á, cái giờ nướng thịt đó, cợi nó chứ mình cũng phải ăn uống với cô chú anh chị ha, cuộc sống mà ai mà không ăn để sống còn không đã, đúng không? Người ta đi xe qua lại, người ta nhìn mình quá chừng luôn. Tại vì thấy có một cô gái người Việt, người châu Á, Trung Quốc hay Việt Nam không biết, nhưng mà ngồi lặt cỏ. Ngồi lặt cỏ không biết, nhỏ này nó ngồi làm cái gì, nó phát cái gì. Ta nhìn nhưng mà điểm cái ta cũng không có quan tâm đâu. Theo cái thói quen của người châu Âu, đặc biệt như ở chú Ram mình đang sống nè, người ta ít quan tâm mà người khác làm gì á, ở gần nhà sát bên cũng ai quan tâm ai đâu, khi nào cần thì mới hỏi. Ừ sao xe sao con? À hả, xe đậu á.
Con lái xe mà cả đi con. Đi lái xe mà cả đi. Chở nhiều quá chừng luôn nè. Há nãy giờ đường một bị rồi nè. Ngồi đây hái đồ, không biết ở trên lầu có người nào cầm điện thoại quay mình không biết. Quay mình tải lên nhóm nữa. Hỏi ngõ này đang làm cái gì. Tại sao nó ngồi lặt cỏ. Được nổi tiếng. Được nổi tiếng trong nhóm người Ukraine luôn. Con hả? Trên này giỏi con cao nữa chứ. Con hả? Ở đây người ta biết người ta bỏ mấy cái cỏ rau lên chỗ này nè, tiện thấy nó sạch. Xô nhiều. Cái này cũng có chỗ dòng ngoài đường chỗ này luôn nè, đó cái chỗ nhà người ta mọc á, cỏ rồi đó, nó mọc nè. Xong rồi cái cây rau dền cơm này nè, nó tự mọc lên. Xong một cái rau sam nữa nè, rau sam tự mọc luôn nè. Đó, rau sam tốt chưa cô chú anh chị nè. Wow. Rau sam nè. Ừ, rau sam mọc luôn quá chừng này, hái rau sam không? Ừ. Rau sam này nghe nó ngon này, nó canh chua nè. Không có mua. Good, không còn mua khổ đỡ tốn tiền này, cô chú hái thêm mới rau sam nữa nè. Mẹ không có mua. Ừ. Tự nhiên nó mọc rau sam đây nhiều chợ, lần đầu tiên mình thấy luôn á. Rau dền, rau sam hết chừng mà đều dền nhiều quá mình hái chi đâu ha. Hai mớ rau sam đi. Về mấy năm ngoái nghe cô chú anh chị bình luận á, kêu mình thì hái cái rau này về để nấu canh xào gì đó. Mà lúc ở Việt Nam mình đâu có ăn mấy cái rau này đâu cô chú, đâu có biết đó đâu. Nhưng mà bây giờ mình thấy nhiều kênh YouTube á, người ta cũng trồng luôn chứ không phải là người ta hái đâu. Người ta trồng, người ta chăm sóc luôn nó mới lên. Nhưng mà ở đây mình có sẵn nè, khỏi trồng, khỏi chăm sóc. Mà hái sẵn tốt quá chừng luôn à. Mình có tự mọc nè. Ô. Lặn gì cho nhanh. Hái. Thôi hái gì được à. Ôi, được rồi. Đá nhím mà còn quá chừng luôn cô chú chị, mọc quá chừng luôn. Thôi được. Nhiều lắm luôn. Mọc ở bên đường nữa này, bên này nữa này. Hai cái bên đường này mọc quá chừng luôn. À, rồi chỗ này là người ta trồng mấy cái cây bóng mát cho nó mát coi. Mình đi đường cũng rất là mát. Rồi đã gì có cây cherry nữa nè. Cherry nè, trái nè. Ờ có cái cây này là cái trái đào. Trái đào. Cherry. Cherry như người ta hái bớt rồi, cho nên nó ít trái nè. Mà điều thông báo là cây chiri này là cây chiri mình đã thử. Nó rất là chua. Chiri này nếu mà chua quá thì người ta hái để nấu nước, bỏ đường vô uống rất là ngon. Giống như nước trái cây vậy đó. Chiri. Nhưng mà chắc ở ngoài đường cũng không ai hái đâu. Tự vì đi mua ăn cho nó nhanh. Mà rẻ nữa, người ta đi mua mà chứ không có ai mà đứng ngoài đường hái rồi chua. Đây người Ukraine thì vậy á. Ở ngoài đường vậy mà không có ai hái đâu. Vì lúc đó nó rụng luôn, đầy đường luôn. Đây nè. Ở Ukraine những cái thùng rác như vậy này rất là nhiều. Thùng rác màu xanh, màu vàng. Là những cái thùng rác tái chế á, chai nhựa, lon rồi đó. Thì được miễn phí, người ta bỏ đó cho công ty chợ rác đó đến người ta lấy miễn phí luôn. Người ta chỉ để mấy cái thùng đó rồi đem rác rồi xử lý thôi à. Sướng à, đâu có cần bỏ tiền mua đâu cô chú. Đó, người Ukraine người ta cũng không quan tâm luôn. Có cái thùng cho người ta bỏ rác là người ta mừng rồi. Nè. Trái đào á. Đào màu này là màu đỏ. Đào màu đen chứ. Đào màu đen nè, đẹp chưa? Nhiều ha. Đó, đã chưa nè. Nước trái này chín trước nó đụng xuống cỏ. Nè, đầy trái luôn, ở ngoài đường luôn nè. Trời ơi. À, chủ nhà này người ta có trồng thêm một cái cây dâu tầm.
cho tầm trái nó rụng xuống này. Ai đầu hái, ai đầu lụm cô chú? Nhiều. Ai đầu lụm? Bên kia người ta có trồng một cây cherry nữa. Ở mấy năm về trước nó lùng lùng á, nó còn thấp á. Cái cây cherry nó gần á, nhìn đẹp lắm, nó phủ xuống ngoài đường. Cái bây giờ á, cái cây cherry nó cao lắm mà. Nè. Cây cherry này cherry đỏ nha cô chú. Đỏ ngọt luôn. Đó. Mát nè, vô tầm nè, vô tầm rụng đầy cây luôn. Ai đầu hái. Đó, ra ngoài tiệm mua 1 ký rồi ăn cho nhanh. Thích nhất là cây đào trái đẹp này, chùm 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 luôn. Vô tay cũng chùm chùm. Đó. Nhà mình ở khúc kia đi bộ qua. Nói chung ở khu vực này đi bộ đồ gần á. Chụp tấm hình cái cành đào này. Cành đào này trái sai quá, thích quá nè. Xin chào ông bà, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào. Xin chào cô chú chị và các bạn. Xin chào. Hôm nay cô chú chị mama. Ăn mình. Này ra mà bị con mình hái nè. À ăn rồi đó bụng. Ok. Hôm nay nhà mình ăn món gì luôn? Tôi mới giới thiệu về thịt kho trứng nè con. Hôm nay con thịt kho trứng với cần. Xin mời cô chú. Hai anh em này. Mỗi đứa một cái trứng, xong rồi mấy cái trứng cút của con hả? Dạ đó. Sao có thịt nướng. À quên phải thịt kho. Rất là hấp dẫn luôn. Ở rau ba mẹ con mình hái rau hái ngoài đường vậy nấu canh nó ngọt quá trời ngọt quá chứ chị. Ngon hơn là ra muốn ngoài tiệm luôn. Nó ngọt hơn. Ngon quá. Ngon quá. Nè, tìm mà ngon quá. Tìm mà. Tìm mà mẹ ấy xót cho này cho con nha. Ngon quá. Tìm mà thấy cái sốt đen đen nó xì dầu này xì dầu này ngon. Sốt thịt kho cũng điện không? Đừng có bắt chước sao sao lúc nãy ăn xì dầu hết nha con. Nước thịt kho nó có nhiều vitamin hơn xì dầu sao ngon mà được không? Đúng không? Xì dầu không ổn. À. Mà xì dầu thì dầu sao? Xì dầu thì dầu nước. Sao dầu nước được á? À, dầu nước của kho. Dầu nước của đồ. Nên mình kho thịt chất lượng ngon quá chừng không chồng. Này chị Mai này, chị Mai ăn thịt trứng ngon không? Chị Mai thích ăn món này không chú? Lâu mình mới làm được món này đúng không? Một tháng hả? Ủa mà bữa giờ nhà bé Khai có ăn rồi đúng không? Ừ. Ờ, dạ. Bữa giờ nhà bé Khai mình có làm không? Dạ, không nhờ. Con rồi ăn. Ăn là ăn canh thế này, canh tôm. Tôm với lại sườn. Nấu với lại rau dền cơm hay dền gạo ta hái từ này sao lúc nào cũng quên chồng. Dền cơm, dền gạo chứ hả? Dền cơm dền gạo hái từ này thì không nhớ được. Dền cơm hay dền gạo? Dền gạo. Không nhớ. Mà từ nào cũng đúng rồi, rồi dền cơm dền gạo nó cũng giống nhau do người địa phương mình đặt thôi chứ đâu có hái tên từ ai đặt đâu đó ha. Nó là ngon luôn. Ngon, hấp dẫn lắm. Oh. Fly, chicken fly. Ngon không con? Ăn thì cho ăn thịt, ăn cơm. Ăn canh nữa. Cái đó con có thể qua lấy cho mẹ một tí nữa. Mẹ múc súp ra mẹ cho Tima súp. Cho nào súp. Xin mời cô chú anh chị và các bạn ăn thịt con cơm này nhà mình. Ôi hấp dẫn. Rồi, tôm cho Tima. Đó, Tima. Tima mỗi lần ra ngoài đường thấy cái cây rau dơn là mama salad, súp, salad, súp. Trời ơi, sao nó biết hay chọn. Tima, sao không biết hay Tima? Mà hồi tôi nói thì mà không biết this guy salad mình qua với chị mama salad soup salad soup salad soup biết không không lắm hầm hạt ngon lắm cắt cho những cái
Gạo. Tôm nè. Giờ cắt bắp khoai. Cơm. Em cho Việt Nam. Trước ăn hot hot salad, hot a chấm, a soda un. Thật ngon cả. Má ơi. Chơi bắn xuống chạy đâu hết, chạy một tiếng mấy đồng hồ, chạy hơn một tiếng đồng hồ với đại hai nó lớn con bắn xuống trời ơi, hết có chừng chạy cái mặt nó đỏ lên luôn. Ăn từ giống điện, ăn là chính giống điện. Hôm nay muốn ăn ngon quá hai người. Cả nhà hai con mới ăn đâu. Không thằng nào nói gì hết. Con mắc xong được rồi. Bữa nào mà không thích nhiều á thì nó nói ghê, nó nói để chơi quay giờ không ăn. Hả? Con mắc. Thế mà con. Tu m'as quelque chose pas? Ngon. Cô chú anh chị ơi, hôm nay video chia sẻ đến đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của nhà mình. Tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Tạm biệt. Chị mà bà ngủ rồi. Chị bà ngủ rồi. Chị mà spot. Bà spot.